Ăn mừng bàn thắng là một nét đẹp không thể thiếu trong bóng đá, tuy nhiên có những pha ăn mừng đã khiến chủ nhân của nó mang họa vào thân. Chúng ta đã quá quen với hình ảnh cầu thủ phải nhận thẻ vàng sau khi cởi áo ăn mừng bàn thắng. Độc lạ hơn đôi chút, cựu tiền đạo Arsenal Aubameyang cũng từng bị các trọng tài cảnh cáo khi tái hiện khoảnh khắc Wakanda Forever với chiếc mặt nạ Black Panther sau một pha lập công. Quái gở hơn nữa, siêu sao Neymar cũng từng phải lĩnh thẻ vàng từ trọng tài chính sau khi lè lưỡi ăn mừng bàn thắng trong một trận đấu của Paris Saint-Germain tại đấu trường UEFA Champions League. Những người hâm mộ bóng đá chắc chắn cũng chưa thể tưởng tượng được có ngày một cầu thủ bị phạt vì ăn mừng bằng cách ăn cỏ. Thật vậy, trong trận đấu thuộc vòng 1/8 Asian Cup giữa Iraq và Jordan diễn ra vào tối qua, tiền đạo Ayman Hossein đã phải nhận một thẻ vàng sau khi thực hiện hành động bốc cỏ đưa lên miệng. Đáng chú ý, đây chính là thẻ vàng dành cho chân sút của đội tuyển Iraq khiến anh phải rời sân. Cục diện của trận đấu cũng từ đó mà hoàn toàn thay đổi. Có lẽ Ayman Hossein chính là trường hợp phải trả giá đắt nhất với hành vi ăn mừng của mình. Bước vào vòng 1/8 Asian Cup 2023 với thành tích toàn thắng ở vòng bảng, Iraq được đánh giá là cửa trên so với đối thủ Jordan. Đội bóng chỉ có thể giành quyền đi tiếp với tư cách là một trong 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Jordan mới là những người mở tỷ số ở trận đấu với pha lập công của Jayan Anamat. Sau khi ghi bàn, Anamat cùng các đồng đội đã trình diễn màn ăn mừng theo một cách rất độc đáo bên ngoài đường pitch. Sang hiệp 2, đội tuyển Iraq vùng lên tấn công và có bàn thắng quân bình tỷ số 1 đều ở phút 68. Đến phút 76, ngôi sao được chờ đợi nhất bên phía đội tuyển Iraq là Ayman Hossein tung cú dứt điểm chéo góc đẹp mắt từ một tình huống phá bóng của hậu vệ Jordan, giúp đội nhà vươn lên dẫn ngược 2-1. Trong sự phấn khích cao độ, Ayman Hossein chạy tới khán đài ăn mừng cùng các cổ động viên, rồi sau đó trở lại sân cỏ thực hiện một màn ăn mừng khó hiểu khác. Tiền đạo này ngồi khoanh chân bốc cỏ giả vờ ăn như muốn tái diễn lại pha ăn mừng trước đó của đối thủ. Mặc dù vậy, ngay khi vừa đứng lên, Hossein lập tức nhận thẻ vàng thứ hai từ trọng tài chính Ali Zera Fagani trong sự ngơ ngác. Trước đó Hossein đã phải nhận một thẻ vàng vào cuối hiệp 1. Ayman Hossein tỏ ra hoang mang khi nhận thẻ đỏ rời sân. Ban huấn luyện của đội tuyển Iraq cũng phản ứng kịch liệt với quyết định của trọng tài nhưng mọi thứ đều không thể thay đổi. Chơi thiếu người trong hơn 20 phút cuối trận, Iraq đã không thể đứng vững trước những sức ép liên tiếp từ đối thủ. Phút 90+5, Al-Arab băng vào đá bồi kịp thời sau cú sút hiểm hóc của Tamiri, gỡ hòa 2-2 cho Jordan. Và rồi chỉ sau 2 phút, Al-Rasdan tung cú sút xa đẹp mắt, hạ gục thủ thành Hassan để ấn định tỷ số 3-2 và mang về tấm vé đi tiếp cho đội tuyển Jordan. Dẫu biết rằng việc Iraq phải nhận thất bại trong trận đấu này không phải hoàn toàn do lỗi của Ayman Hossein, trên thực tế Jordan cũng đã chơi rất hay và xứng đáng có 2 bàn thắng ở những phút bù giờ. Tuy nhiên, việc Hossein bị truất quyền thi đấu đã gián tiếp khiến đội tuyển Iraq gặp bất lợi, không thể duy trì được đủ quân số trong quãng thời gian cuối trận. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, fan mừng cùng với án phạt dành cho Ayman Hossein lập tức trở thành tâm điểm của mọi tranh cãi. Trên mạng xã hội, các cổ động viên bày tỏ sự khó hiểu vì chiếc thẻ vàng của trọng tài dành cho tiền đạo đội tuyển Iraq. Người hâm mộ cho rằng nếu Ayman Hossein phải nhận thẻ vàng vì ăn mừng kiểu bốc cỏ giống với những gì mà đối thủ đã làm, thì tại sao cầu thủ Jordan lại không bị phạt? Trên trang chủ của giải đấu, các cổ động viên Iraq cũng tràn vào thể hiện sự phẫn nộ với quyết định của trọng tài chính Ali Zera Fagani. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này bên phía Jordan chính là trọng tài. Lần đầu tiên tôi thấy một cầu thủ bị đuổi khỏi sân sau khi ghi bàn. Xin chúc mừng ông trọng tài người Iran, ông đã bị mua chuộc. Có cùng tâm trạng với các cổ động viên Iraq, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nước này ông Jesus Casas cũng thể hiện sự bực tức khi trọng tài chính bất ngờ rút thẻ đỏ với tiền đạo Ayman Hossein. Phát biểu ở buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: ở một giải đấu lớn như Asian Cup, một cầu thủ không thể bị đuổi khỏi sân chỉ vì ăn mừng bàn thắng. Điều này không thể tồn tại trong bóng đá. Cầu thủ Jordan cũng ăn mừng bàn thắng tương tự, nhưng trọng tài không làm gì và cũng không có án phạt nào được đưa ra. Đó là một điều kỳ lạ. Tấm thẻ đỏ với Hossein là nguyên nhân làm thay đổi cục diện trận đấu. Vấn đề còn nằm ở thời điểm xuất hiện chiếc thẻ đỏ này. Nó diễn ra sau khi Iraq đã sử dụng hết quyền thay người nên chúng tôi bị đẩy vào thế khó. Đội bóng không có cơ hội thực hiện bất kỳ một thay đổi nào ở trên sân. Trọng tài đã cướp mất tấm vé đi tiếp của chúng tôi. Mọi thứ còn trở nên nghiêm trọng hơn nữa khi cũng chính tại buổi họp báo này, dường như vì cảm thấy quá thất vọng với trận thua của đội nhà, một phóng viên Iraq đã định lao lên để tấn công ông Jesus Casas. Rất may đội ngũ an ninh của Liên đoàn bóng đá châu Á đã can thiệp kịp thời để đảm bảo an toàn cho huấn luyện viên của đội tuyển Iraq. Trái ngược với sự phẫn nộ bên phía Iraq, huấn luyện viên đội tuyển Jordan Hossein Amuta không đề cập gì đến chiếc thẻ đỏ của cầu thủ đối phương. Ông khẳng định chính sự tự tin của cầu thủ là lý do mang lại chiến thắng cho Jordan trong trận đấu này. Trong thời gian bù giờ, chúng tôi đã lội ngược dòng, gỡ hòa và khai thác việc Iraq phải chơi thiếu người. Chúng tôi có tâm lý mạnh mẽ và phải duy trì nó để tiến xa hơn vào giải đấu này, nhà cầm quân 54 tuổi cho biết.
Chiếc thẻ của Eamon Hussein vẫn đang trở thành đề tài cực nóng đối với truyền thông châu Á. Nhiều người đang đi tìm nguyên nhân vì sao tiền đạo này lại dính thẻ vàng vì pha ăn mừng của mình. Ấn phẩm Al Jazeera bày tỏ sự ngỡ ngàng với quyết định của trọng tài chính Alizera Fagani. Thật không thể tin được, tiền đạo của đội tuyển Iraq đã bị đuổi khỏi sân chỉ vài giây sau khi ghi bàn. Anh ấy nhận thẻ vàng thứ hai vì hành động ăn mừng của mình. Thật khó để biết chính xác Alizera Fagani đã làm gì sai để trọng tài không ngần ngại rút thẻ. Mọi chuyện đã thay đổi kể từ tình huống đó. Tờ Sportstar lý giải về việc trọng tài chính rút thẻ với tình huống ăn mừng của Eamon Hussein. Luật 12 của FIFA xử phạt việc câu giờ và dàn dựng các fan mừng. Mặc dù cầu thủ được phép thể hiện cảm xúc khi ghi bàn, nhưng việc ăn mừng không được vượt quá mức cho phép. Cầu thủ có thể bị cảnh cáo từ trọng tài nếu mắc phải những lỗi sau. Cầu thủ có cử chỉ khiêu khích, chế nhạo hoặc kích động. Cầu thủ trèo lên hàng rào để ăn mừng bàn thắng. Cầu thủ cởi áo để ăn mừng. Cầu thủ sử dụng các vật dụng từ bên ngoài để chùm đầu khi ăn mừng bàn thắng. Rời khỏi sân để ăn mừng không phải là hành vi đáng bị cảnh cáo, nhưng cầu thủ cần phải đảm bảo trở lại sân càng sớm càng tốt. Dựa vào những quy định trên, có thể hiểu lỗi mà Eamon Hussein mắc phải là anh đã ăn mừng mất quá nhiều thời gian ở trận đấu. Điều này khiến anh phải nhận tấm thẻ vàng thứ hai từ trọng tài chính, qua đó bị đuổi khỏi sân ngay sau khi ghi bàn. Trang Sportstar cho biết thêm, nếu ủy ban kỷ luật của AFC đánh giá hành động ăn mừng của Eamon Hussein có dấu hiệu khiêu khích đối thủ, án phạt có thể được bổ sung. Một số luồng ý kiến cho rằng pha ăn mừng của Eamon Hussein miêu tả hành vi được cho là cấm kỵ trong đạo Hồi. Theo đó, Jordan chính là một đất nước Hồi giáo. Người dân tại đây chỉ sử dụng tay phải khi ăn. Người Jordan cũng sử dụng tay để bốc thức ăn vì họ cho rằng ăn bằng tay sẽ làm hương vị món ăn trở nên ngon hơn. Thịt, bánh mì và cơm luôn được ăn bằng tay. Đồng thời họ luôn rửa sạch tay trước khi ăn. Đây là một nét văn hóa truyền thống của người Jordan. Tuy nhiên, Eamon Hussein lại thực hiện hành vi cấm kỵ khi nhại lại cách ăn uống của người Jordan bằng việc bốc cỏ cho vào miệng ăn bằng tay trái. Thậm chí, một số cổ động viên còn cho rằng Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã sai lầm khi để ông Alizera Fagani, một trọng tài người Úc gốc Iran, quốc gia vốn có nhiều xung đột với Iraq, điều khiển trận đấu này. Những tranh cãi vẫn sẽ tiếp tục trong vài ngày tới, nhưng quyết định của trọng tài cũng đã được đưa ra. Giờ đây, Eamon Hussein chỉ có thể tự trách mình với tình huống ăn mừng có phần đi quá giới hạn. Và án phạt dành cho tiền đạo Iraq cũng sẽ là lời nhắc nhở với tất cả cầu thủ cần phải kiềm chế hơn mỗi khi ăn mừng bàn thắng.